thần cấp ở rể diệp vô phong. chương 741, càng biết nhiều càng dễ chết. Đường chảm chỉ hờ hững nói, vậy chúng ta cứ làm tốt việc của mình đi, lão đại tự có suy nghĩ của anh ấy, từ khi tôi biết anh ấy đến giờ, tôi chưa từng thấy anh ấy làm ra chuyện gì cực kỳ thất bại, chỉ cần anh ấy muốn là nhất định có thể thành công. Tiểu yêu có thể hiểu được tâm lý của đường chảm, anh ta cũng có loại tồn tại giống như tín ngưỡng này nhưng không phải đối với Diệp Vô Phong, mà là đường chảm nhưng anh ta cũng có thể hiểu tại sao đường chảm lại tin tưởng Diệp vô phong đến vậy. Được rồi, hiện tại chúng ta hãy nghỉ ngơi ở nơi này vài ngày. Chờ sau khi đám người du kinh hồng buông lỏng cảnh giác thì chúng ta đi. Hơn nữa, bây giờ không có Andra, chắc là bọn họ vẫn có thể đối phó được với nhà họ triệu. Đường chảm phất tay, mọi người đều nhao nhao giải tán. Diệp vô phong nãy giờ đều đang làm chuyện riêng, nhưng anh cũng biết tình hình bên ngoài, đường chảm đã báo cáo tất cả tin tức bên ngoài cho anh. Khi biết Yến Phi đã hy sinh, anh biết chuyện tiếp theo Du Kinh Hồng sẽ bắt đầu chống trả. Mặc dù bây giờ Du Kinh Hồng có vẻ rất lý trí, nhưng ai từng đấu với Du Kinh Hồng trên đấu trường quốc tế đều biết rằng dưới sự bình tĩnh của Du Kinh Hồng, có một ngọn núi lửa sắp phun trào, giống như khi Du Kinh Hồng chiến đấu trên đấu trường quốc tế vì mục đích để trả thù cho đội trưởng trước đây của mình. Ngay từ đầu cô ta đã âm thầm vào một tổ chức giết chết Giang Bách Thừa, tiêu diệt toàn bộ tổ chức. Đương nhiên, loại chuyện này khiến mọi người kinh ngạc khiếp sợ, cũng chính vì vậy nên Diệp Vô Phong biết Du Kinh Hồng bốc đồng như thế nào. Audio điện tử võ tấn bền Diệp Vô Phong lắc đầu, thật sự là bọn họ đánh bậy đánh bạ chọc tức Du Kinh Hồng mà. Anh ngước nhìn lão mộ đang từ từ đi về phía mình, nhìn anh với một chút nghi ngờ trong đáy mắt. Sau khi lão mộ đi tới bên cạnh, anh liền cười hỏi, lão ngộ, ông có chuyện muốn tìm tôi à? lão mộ cười ha hả nói cũng không có gì tôi chỉ muốn tâm sự với cậu thôi tôi phát hiện trong số rất nhiều công nhân cậu là duy nhất khiến tôi có hứng thú đấy diệp vô phong vui vẻ nói thật sao có lẽ là do tôi vẫn luôn chân thành đấy lão mộ cười nói chân thành hay không thì tôi không biết nhưng chỉ cần cậu không hại nhà họ triệu tôi cũng sẽ không quan tâm cậu nhiều nếu để tôi biết cậu đã làm hại nhà họ triệu tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu đâu Diệp vô phong chỉ nhún vai, tôi biết mà, tôi chỉ là người giúp việc bếp núc thôi, làm gì có thể hại nhà họ triệu chứ. Hơn nữa tôi cũng không có khả năng đó, đúng không? Lão mộ nghe xong, cười nói cũng đúng, dù sao cậu cũng chỉ là một người bình thường, tuyệt đối không thể làm lung lay địa vị của nhà họ triệu. Diệp vô phong biết những lời của lão mộ có ý nghĩa gì, cho dù trải qua bao nhiêu chuyện và thời gian lâu như vậy, triệu lỗi phong vẫn không hoàn toàn tin tưởng Diệp vô phong, Diệp Vô Phong chỉ có thể nói rằng cảm giác của Triệu Lỗi Phong thực sự rất chính xác, nhưng anh cũng biết chỉ cần mình không lộ ra chút lỗi lầm, cho dù Triệu Lỗi Phong nghi ngờ anh, cũng không thể làm gì được anh, nhất là từ trước đến nay, anh đều tận tâm trong suốt thời gian dài, hoàn toàn không hề lười biếng công việc của mình. Và ngoài công việc, anh cũng rất tuân thủ kỷ luật, chính vì vậy mà anh đã nhận được công việc và ổn định. Diệp Vô Phong khẽ mỉm cười, nhìn về phía lão Ngộ mà lão mộ lại cảm khái nói, tôi không biết cục hồng thuẫn rốt cuộc muốn làm gì. Bọn họ nên biết nhà họ triệu không chỉ có sản nghiệp ở Tây Sơn, mà còn ở nơi khác. Và điều quan trọng nhất là ở Mã Tây cũng có rất nhiều sản nghiệp của nhà họ triệu, vì vậy ngay cả khi nhà họ triệu ở Tây Sơn kết thúc, các thành viên của nhà họ triệu vẫn có thể đến Mã Tây. Diệp vô phong có chút nghi hoặc nhìn lão mộ, không hiểu lão mộ nói với anh những lời này làm gì, anh chỉ gật gật đầu, nhưng thật ra anh đã đoán được lần này lão mộ đến tìm anh rốt cuộc là muốn làm gì lão mộ chỉ lộ ra nụ cười mỉm có thể nói cục hồng thuẫn chỉ làm việc vô ích mà thôi không thể tiêu diệt hoàn toàn nhà họ triệu được đâu lúc trước ông chủ cũng đã nghĩ tới chuyện này rồi ông ấy đã biết sớm muộn gì những người phía trên sẽ tấn công nhà họ triệu diệp vô phong sau khi nghe xong thì vỗ tay tán thưởng thật sự là rất lợi hại tôi không biết gì cả lão mộ lãnh đạm nói đúng vậy Chuyện này cậu không biết, nhưng chính là do cậu không biết, cho nên mới không tiếc tinh lực mà công kích nhà họ triệu của chúng tôi, đúng không? Diệp vô phong ngụy trang rất tốt, anh càng thêm bối rối, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu, lão mộ nghiêm túc nhìn chầm chầm Diệp vô phong. Chỉ là cho dù ông ta là một kẻ gian xảo xảo trá, cũng không cách nào nhìn ra được Diệp vô phong đang giả bộ hay là anh thật sự không biết gì cả. Lão mộ cười nói, kỳ thực tôi chỉ nói chuyện nghiêm túc hơn một chút thôi cậu chỉ là phụ giúp nấu ăn mà thôi trên thực tế cậu không thể tiếp xúc với những thứ cấp cao gì đó được diệp vô phong tò mò hỏi cấp cao gì đó là gì lão mộ cười ha hả không hiểu thì là phúc của cậu không hiểu thì tốt hơn dù sao càng biết nhiều chuyện thì càng chết thảm hơn thôi diệp vô phong chỉ nhún nhún vai khinh thường nhìn về phía lão mộ thật sao tôi thật sự không tin còn có chuyện gì mà tôi càng biết là càng chết thảm chứ tôi từng tuổi này số lần bị hù dọa cũng không ít, lần nào người ta cũng nói nếu tôi biết thì sẽ chết, nhưng kết quả tôi chẳng có chuyện gì cả. Nghe xong lời này, lão mộ cười ha hả, đương nhiên không muốn nói nhiều như vậy, dù sao ông ta cũng biết nếu Diệp Vô Phong thật sự là người thường, biết những chuyện này cũng không có gì tốt. Diệp Vô Phong trực tiếp mỉm cười nhìn về phía lão mộ, mà lão mộ lại lãnh đạm nói, kỳ thật, tôi cũng biết cậu tới đây nhất định là có giá tâm của chính mình. Không phải cậu muốn đối phó tần quản ra sao? lần trước tôi bảo cậu giúp tôi đưa thư chuyện này là tôi thiếu cậu một ân tình hiện tại cậu có thể dùng ân tình này rồi diệp vô phong tò mò nhìn về phía lão mộ nhưng lão mộ lại cười nói rất đơn giản chỉ cần nói cho tôi biết cậu muốn làm quản gia hiện tại tôi có thể bổ nhiệm cậu làm quản gia diệp vô phong chợt bừng tỉnh dù sao một người giúp việc bếp núc cũng không thể nào đối nghịch với quản gia quản gia tần có thể khiến diệp vô phong ra khỏi nhà họ chịu bất cứ lúc nào vậy nếu tôi nói thì địa vị của tôi sẽ ngang bằng với quản gia tần ư diệp vô phong tò mò hỏi chuyện này thì không dù sao quản gia tần cũng ở nhà họ triệu nhiều năm như vậy cậu chắc phải thấp hơn ông ta một cấp bậc nhưng đừng lo lắng cấp trên của cậu nhất định không phải là quản gia tần lão mộ cười nói diệp vô phong do dự một chút nhưng lúc này lão mộ lại cười mỉm nói muốn hay không thì tùy cậu nếu trở thành quản gia ít nhất cậu có thể cạnh tranh với tần quản gia nếu như cậu cứ mãi làm phụ bếp như thế này vậy thì ngại quá, cả đời này cậu cũng không có cơ hội đối nghịch với quản gia tần đâu. chương 742, Thăng chức Diệp vô phong nghe xong chỉ có thể kiên quyết nói, vậy tôi muốn trở thành quản gia. Tôi đã nói rồi, tôi muốn giết chết tần quản gia, tôi nói được làm được. Lão mộ mỉm cười, chính bộ dạng mạnh mẽ có trí tiến thủ này mới là thứ khiến tôi thích nhìn, đây mới là dáng vẻ người trẻ tuổi nên có. Diệp vô phong tò mò nói, nhưng nếu tôi trở thành quản gia, tôi sẽ phải làm gì? Lão mộ cười cười, đến lúc đó đương nhiên sẽ có người dạy cho cậu. Hiện tại cho dù tôi có nói, cậu cũng sẽ không làm được. Quá trình khá phức tạp, cậu nên chăm chỉ học tập đi. Việc Diệp vô phong trở thành quản gia đã sớm lọt vào tai tần quản gia, ông ta kinh ngạc nhìn thuộc hạ, ý của cậu là Diệp vô phong trở thành quản gia là do lão mộ ra tiến cử ư. Thuộc hạ vội vàng gật đầu, đúng vậy, tôi nhìn thấy lão mộ đưa Diệp vô phong vào trong, Lúc đi ra thì Triệu Lỗi Phong thông báo Diệp Vô Phong đã trở thành tiểu quản gia nhà họ Triệu của chúng ta. Quản gia Tần ngạc nhiên nói, "Mặc dù tôi không biết gia chủ muốn làm gì, nhưng nếu ông ấy đã nói như vậy, thế thì cứ làm theo lời ông ấy nói." Thuộc hạ khó hiểu nói, "Nhưng mà quản gia Tần, Diệp Vô Phong đã nói rằng sẽ giết ông. Hiện tại anh ta đã trở thành quản gia, là người cạnh tranh với ông, ông không sợ sao?" Quản gia Tần khinh thường nói, "Sợ gì chứ?" chỉ là một thằng nhóc tóc vàng thôi lúc trước nếu tôi không đồng ý cho cậu ta vào thì cậu ta đã vào được sao một mình cậu ta không thể làm nên cơm cháo gì đâu tên thuộc hạ gật gật đầu quản gia tần nói tiếp cho nên đương nhiên loại chuyện này không cần nói nhiều như vậy chỉ cần cậu xem kỹ tuy rằng tôi không biết gia chủ muốn làm gì với diệp vô phong nhưng tôi chắc chắn là gia chủ nhất định không phải thật sự muốn diệp vô phong làm quản gia đâu cậu ta cũng không có tư cách đó tên thuộc hạ chỉ có thể đi xuống trước, hắn cũng biết chuyện này có nói tiếp cũng không còn thích hợp, hắn cần phải làm tốt việc của chính mình trước đã. Sau khi quản gia tần đợi thuộc hạ rời đi, sắc mặt liền trở nên lạnh lùng, ông ta biết lão mộ làm gì cũng luôn có ý tứ, dù sao quản gia nhà họ triệu không phải bình thường, là quản gia quản lý các loại chuyện vặt vãnh, ông ta đương nhiên sẽ đục nước béo cỏ, hơn nữa chỉ có một mình ông ta độc chiếm. Chắc là lão mộ muốn chia bánh nên mới có thể làm ra chuyện như vậy quản gia tần hít sâu một hơi, tôi muốn xem Diệp vô phong này có thể trụ được bao lâu sau khi bị đẩy lên. Điều đầu tiên Diệp vô phong làm khi trở thành quản gia là trước tiên phải học, nghiên cứu mọi thứ, và đi theo các công nhân khác nhau của nhà họ triệu. Sau khi biết được mọi chuyện, anh mới chính thức bắt đầu công việc quản gia, trong số đó có một nhiệm vụ khiến Diệp vô phong có chút vui mừng, chính là cung cấp đồ ăn vặt cho triệu lỗi phong, điều này cần chính anh đảm nhận. Nói cách khác, mỗi ngày anh đều có cơ hội nhìn thấy triệu lỗi phong, loại cơ hội này có thể để cho anh biết thêm về triệu lỗi phong, cũng có thể làm một số chuyện tương đối bí mật. Khi anh đặt món điểm tâm lên bàn của triệu lỗi phong, triệu lỗi phong ngẩng đầu nhìn anh cười nói, Diệp vô phong, tôi không ngờ lão mộ lại nói tốt cho cậu, nhưng lão mộ chính là người như thế, cậu đã giúp ông ấy thì ông ấy sẽ giúp lại cậu. Diệp vô phong xúc động nói, đúng vậy, thật may là lúc đó tôi đã không từ chối giúp ông ấy chuyển thư, nếu không thì tôi đã không có được như ngày hôm nay. Làm quản gia ít nhất cũng tốt hơn là một phụ bếp. Triệu lỗi phong thờ ơ nói, không hẳn, dù sao công việc của quản gia càng khó hơn, hôm nay cậu đi làm cũng đã biết, còn có nhiều việc cậu phải chịu trách nhiệm, tức là nếu người dưới quyền của cậu xuất hiện vấn đề gì, cậu cũng phải chịu trách nhiệm. Diệp vô phong gật đầu, chuyện này tôi biết, quản gia Tần đã nói ngay từ đầu rồi. Đúng rồi, tôi nghe nói cậu với quản gia Tần có mâu thuẫn gì à triệu lỗi phong liếc nhìn diệp vô phong diệp vô phong gật đầu hồi đó lúc muốn bắt kẻ đột nhập quản gia tần lại không quan tâm đến sống chết của tôi ông ta cứ khẳng định tôi là kẻ đột nhập vậy thì không phải sao triệu lỗi phong đột nhiên hỏi diệp vô phong nhanh chóng lắc đầu đương nhiên không phải nếu tôi là kẻ xâm nhập tôi đã rời đi từ lâu rồi tùy tiện lấy một ít đồ của các người ước chừng cũng đủ để tôi tiêu xài một khoảng thời gian những gì diệp vô phong nói khiến triệu lỗi phong nhíu mày nhưng cũng không tìm ra sơ hở nào ông ta nhìn chằm chằm khuôn mặt của diệp vô phong hồi lâu biết diệp vô phong cảm thấy không thoải mái ông ta liền thu hồi ánh mắt trong lòng ông ta vẫn rất nghi hoặc nhưng hiện tại cũng không định tiếp tục kiểm tra dò xét hít sâu một hơi rồi nói được rồi đi xuống đi diệp vô phong gật đầu rời đi buổi chiều diệp vô phong lại được nghỉ định đến đồn cảnh sát dù sao thi thể của yến phi vẫn ở trong đó tuy rằng không thể lấy ra, nhưng vẫn có thể đến xem xét. Và anh vẫn còn một số việc phải làm, cần phải giải quyết sớm hơn. Sau khi Diệp vô phong rời khỏi nhà họ Triệu, quay đầu lại nhìn thì thấy trong đám người vẫn còn có người đang nhìn mình chằm chằm. Anh biết là người nhà họ Triệu vẫn lo lắng cho nên mới tiếp tục đi theo anh. Diệp vô phong thở dài một hơi, đi thẳng về phía trước, chẳng mấy chốc đã đi vào phố xá náo nhiệt, sau đó lại biến mất ở trước mặt hai người giám sát hai người họ nhìn nhau và rất kinh ngạc lần trước đồng bọn của họ đã nói rằng diệp vô phong rất xảo quyệt lúc đó bọn họ còn dè bỉu tưởng hai tên đó lười biếng nhưng hiện tại bọn họ mới thật sự biết được đúng là rất xảo quyệt vừa đi vào con phố náo nhiệt bọn họ đã mất dấu diệp vô phong bọn họ cũng chưa từng gặp phải chuyện như vậy bao giờ diệp vô phong đi ra từ lối ra khác của con phố sau đó bắt xe rời đi về phần dấu vết của anh đương nhiên sẽ có người giúp anh hoàn thành Đối với người ngoài, anh cũng chỉ ăn, uống, mua sắm ở con phố nhộn nhịp này. Đến một khu chung cư tương đối cao cấp, Diệp Vô Phong thờ ơ nhìn một trong các tòa nhà, người mà anh tìm kiếm hôm nay chính là ở tòa nhà này. Tôi thực sự không ngờ rằng cuối cùng tôi sẽ xuất hiện, nhưng nếu tôi đã ra tay, vậy thì anh không thể nào rời khỏi đây nữa đâu. Diệp Vô Phong lắc đầu và đi về phía trước. Khi đến công viên, bên cạnh Diệp Vô Phong xuất hiện một nhóm người, trong tay đều có một số vũ khí nóng. Diệp Vô Phong biết rằng ngoài những khẩu súng lục này, bên trong quần áo của họ còn có vài con dao găm. Đội của Aidra, xem ra tôi đã thực sự tìm đúng chỗ rồi." Diệp Vô Phong cười nói lãnh đạm. "Anh là ai, người dẫn đầu Clay khó chịu hỏi." Diệp Vô Phong cười nói, "Tôi tên là Diệp Vô Phong, lần này tôi tới đây là muốn tìm lão đại của các người có chuyện muốn nói." Clay không có ý định cho Diệp Vô Phong vào, dù sao thì Diệp Vô Phong này có vẻ như là một người xấu. Chương 743, uy danh hiển hách. Cli thờ ơ nói, ở đây không có ai mà anh đang tìm cả, mau rời khỏi nơi này cho tôi, nếu không chúng tôi sẽ không khách khí đâu. Diệp Vô Phong cười nói, đừng căng thẳng như thế chứ, tôi chỉ muốn tìm lão đại của các anh thôi, anh cứ đi báo cho lão đại biết tên của tôi, hắn tự nhiên sẽ gặp tôi thôi. Cli suy nghĩ một lúc, rồi ra hiệu với đồng bọn của mình, vậy thì nói tên của anh đi. Diệp Vô Phong cười nói, tôi tên là Diệp Vô Phong chỉ cần nói với lão đại của anh là hắn sẽ đến gặp tôi thôi. Đồng bọn của Cli vội vàng xoay người bước vào phòng, Cli đang canh cửa một mình, Diệp vô phong cười nói, tôi đã nói đừng căng thẳng như vậy mà, thật ra vừa rồi tôi đã lừa các anh đấy, nếu lão đại của anh nhìn thấy tôi thì chỉ biết chạy trốn thôi, chứ không phải là sẽ gặp tôi đâu. Cli cao mày, rốt cuộc anh muốn nói cái quái gì? Diệp vô phong cười nói, cho nên tôi thật sự không thể cho anh vào báo, sở dĩ muốn đồng bọn của anh rời đi là bởi vì chỉ cần hắn rời đi, tôi có thể bình tĩnh giết anh, nếu không sẽ có chút khó khăn. Đồng tử của co rút lại, đang định xuất thủ, anh ta đã chạm súng rồi, nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy ngực đau nhói, thậm chí không nói được lời nào, chỉ có thể dựa vào tường. Diệp vô phong thờ ơ nhìn Clay, vậy nên anh biết không tôi thực sự luôn muốn giết hết tất cả các người. Clay từ từ trượt xuống, toàn thân bê bết máu. Diệp vô phong tiếp tục bước vào trong, anh ngâm nga một giai điệu nhỏ và chậm rãi đi về phía trước một người khác nhìn thấy diệp vô phong ở gần đó và định hét lên nhưng diệp vô phong đã phá vỡ cổ họng của anh ta chỉ bằng một cú đấm khiến anh ta che cổ họng của mình mà không nói nên lời diệp vô phong chỉ cười nói như vậy không được đâu anh cũng biết hiện tại tôi tuyệt đối không thể để cho các người nói gì được cho nên tốt nhất là các người chết đi diệp vô phong tóm lấy người này để anh ta chậm rãi nằm xuống đất từ đầu đến cuối không phát ra tiếng động nào cả Lúc này, trong ngôi nhà này, hơn 20 thành viên Adra đang ngồi trên ghế đổ hoặc đứng ở cửa sổ. Họ biết nhiệm vụ lần này của mình là gì, họ cũng đã cử người đi rồi. Nhưng kết quả là những người đó đã chết dưới tay kẻ khác, điều này khiến bọn họ thật sự không hiểu nổi. Mặc dù cả đội đã đến, nhưng trên thực tế, họ chỉ nghĩ rằng chỉ cần cử hai người Charlie và mấy chục tên thuộc hạ là đủ. Nhưng họ không ngờ kết quả cuối cùng lại khiến tất cả phải bàng hoàng lúc này bọn họ mới định đích thân ra tay. Sau khi nghe tên thủ hạ báo tên của Diệp Vô Phong, lão đại của Adra là Phích đã vô cùng sửng sốt, và ngay sau đó vẻ hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt của anh ta. Anh ta túm lấy tên thủ hạ, mày nói cái gì? Hắn tên là gì? Người đàn ông này nuốt nước miếng, không biết vì sao lão đại của mình lại có phản ứng mạnh như vậy, dù sao nhìn Diệp Vô Phong mới 20 tuổi, cũng không có chút uy hiếp nào cả. Nhưng anh ta vẫn nhanh chóng nói, là Diệp Vô Phong. Anh ta nói nếu anh nghe thấy tên anh ta, nhất định sẽ đi gặp anh ta. Phách vô cùng kinh ngạc, đùa à, làm sao có thể là hắn chứ, không phải hắn đã mất tích rồi sao? Đương nhiên Phách biết Diệp Vô Phong, tư lệnh của Long môn mà ai không biết chứ, nhưng anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng Diệp Vô Phong sẽ ở nơi này. Đây là Hoa Hạ, là nơi mà Diệp Vô Phong khó có thể đến nhất mới đúng chứ. Tại sao? Đi thôi, Phách nói với thủ hạ của mình. Cái gì, tên thuộc hạ có chút khó hiểu nhìn về phía phách, phách lớn tiếng nói, mau rời khỏi nơi này, đừng đi qua cửa chính, từ cửa sổ rời khỏi nơi này. Các thành viên Adra ở xung quanh đều khó hiểu nhìn phách, chỉ nghe đến một cái tên mà lại phát hoảng như thế, họ chưa từng thấy tình huống như vậy bao giờ. Phách còn nói, nếu hắn đã mai danh ẩn tích thì hẳn là không muốn bị người ta biết rằng hắn đang ở hoa hạ, nhưng hiện tại lại nói cho chúng ta biết tên của hắn, chứng tỏ chúng ta sắp xong đời rồi lão đại có phải anh chuyện bé xé ra to quá không chỉ là một cái tên thôi mà một cái tên có thể khiến anh sợ hãi như thế này sao đúng thế cho dù hắn là ai đều không thể sống sót dưới súng máy của chúng ta đâu một người cường tráng cầm súng máy hạng nhẹ khó chịu nhìn phách phách cả giận nói bọn mày thì biết cái gì hắn chính là chỉ huy của long môn đấy đua gì vậy long môn đã lâu không có chỉ huy mà phách kiên nhẫn giải thích hắn là chỉ huy của long môn là nguyên chỉ huy của long môn ngay cả là nguyên chỉ huy thì hắn cũng là người có thực lực cường đại nhất chỉ huy của long môn được sự công nhận của tứ đại thiên vương trong lúc nhất thời những người khác mới tỉnh táo lại nhưng ngay sau đó một tên cường tráng nói lão đại không phải anh thần hồn nát thần tính đó chứ phải biết rằng nếu hắn là chỉ huy long môn hắn sẽ không cho người thông báo đâu vừa dứt lời giọng nói của diệp vô phong liền truyền đến anh nói đúng nếu tôi là chỉ huy của Long Môn thì không cần có người thông báo, tôi chỉ muốn một người rời đi để tránh khi tôi giết một người, người kia sẽ gây ra tiếng động quấy dày đến các người thôi. Diệp vô phong chậm rãi tiêu sái đi tới, lúc này mọi người trong phòng đều sửng sốt, không biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ đều biết người trước mắt nhất định không đơn giản, mấy tên thủ hạ canh cửa đều đã bị giết. Nếu không phải bị giết, Diệp vô phong tuyệt đối sẽ không có cách nào vào được diệp vô phong mỉm cười nhìn bọn họ lúc này phách nhìn thấy gương mặt của diệp vô phong anh ta chỉ cảm thấy hai chân yếu ớt mềm nhún suýt chút nữa đã quỳ xuống anh ta biết người trước mặt mình là chỉ huy của long môn và không ai biết gì về tung tích của diệp vô phong vì vậy anh ta biết rất rõ điều gì sẽ xảy ra với nhóm của mình khi họ biết tung tích của diệp vô phong diệp vô phong kéo một cái ghế đẩu ngồi xuống thật ra lúc đầu tôi đã cảnh cáo các người rồi tôi còn khá có tính người nhưng đội của anh chưa bao giờ coi trọng Thật sự phải chờ tôi tới tìm các người, các người mới biết mình đã làm sai chuyện gì." Phách nhanh chóng biết Diệp Vô Phong đang nói về điều gì, anh ta ngạc nhiên kinh sợ hỏi, "Chính là tờ giấy mà đám Charlie nhận được sao?" Diệp Vô Phong gật đầu cười nói, "Đúng vậy, mảnh giấy đó là tôi viết cho các người. Thật tiếc là các người không hề để ý tới, còn tưởng rằng chỉ là một trò đùa." Lúc này Phách hối hận vô cùng, lúc trước Charlie nói với anh ta, anh ta cũng không cho là thật dù sao khi ấy bọn họ cũng không thể nào đoán được Diệp Vô Phong đang ở Hoa Hạ, lại còn ở ngay Tây Sơn. Biết được tình hình hiện tại của mình, Phách lập tức nói, anh muốn thế nào mới có thể để chúng tôi sống sót. Diệp Vô Phong cười cười nhìn về phía Phách, Phách lập tức biết Diệp Vô Phong có ý tứ gì, đó là không có khả năng. chương 744, Adra bị tiêu diệt. Phách nghiến răng nghiến lợi, nếu đã như thế, vậy thì đắc tội rồi anh ta biết sự việc không có cách nào cứu vãn được nữa, vì vậy cần phải cố gắng chiến đấu, ít nhất để cho Diệp Vô Phong biết thực lực của bọn họ. Dù sao bọn họ cũng là một tổ chức dưới chướng Long Môn, dù sao bọn họ cũng muốn thể hiện sức mạnh của tổ chức mình trước mặt đại lão này. Tiếng súng ngay lập tức vang lên trong phòng, còn có tiếng la hét và giết chóc. Những người thuê nhà xung quanh đã cảm nhận được sự rung chuyển của ngôi nhà, tiếng bước chân lộn xộn, tiếng kính vỡ và tiếng vật nặng đập xuống đất nhất thời tất cả người thuê nhà đều run rẩy trốn trong phòng, mặc dù không biết phòng bên cạnh đang xảy ra chuyện gì, nhưng nghe những âm thanh lộn xộn và tiếng la hét như vậy, bọn họ cũng không dám đi ra ngoài xem. Cho dù muốn xem kịch thì cũng phải đảm bảo an toàn cho chính mình trước đã. Sau khi Diệp Vô Phong ra khỏi phòng, cả căn phòng đều an tĩnh lại, Diệp Vô Phong bước ra ngoài, lúc này những người thuê nhà khác cũng đi ra khỏi phòng của họ. Bây giờ, bọn họ không thấy bóng dáng của Diệp Vô Phong, nhưng khi nhìn thấy cánh cửa khép hờ bọn họ đều rất tò mò một người dũng cảm đi tới trước cánh cửa này chậm rãi mở cửa nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong sắc mặt anh ta tái nhợt liền đóng cửa lại quay đầu nhìn những người thuê nhà khác mau gọi cảnh sát nhất thời tất cả mọi người đều không biết người đàn ông này đã xảy ra chuyện gì người đàn ông to lớn hét lên người chết tất cả đều đã chết cảnh sát nhanh chóng tới nơi này khi phì lục nhìn những xác chết trong cả căn phòng ánh mắt lộ ra vẻ u ám, hắn biết chuyện này nhất định không đơn giản. Bác sĩ Pháp Y đi đến nói, đã xác định những người này đều bị giết bởi cùng một người. Phi Lục gật đầu, cậu có biết là ai không? Bác sĩ Pháp Y lắc đầu, hiện tại tôi cũng không biết, nhưng tất cả những gì tôi biết là sức mạnh của người đó rất kinh người. Khi giết những người này, anh ta gần như giết họ chỉ bằng một chiêu, cũng không dùng tới vũ khí nóng, thậm chí không phải vũ khí sắc bén, hắn thật sự đã giết những người này bằng tay không? Vì lục hít sâu một hơi, vậy ý của cậu là, một người dùng nắm đấm giết những người cầm súng này sao? Cậu nhìn những vết đạn trên tường đi, những người này đều đã nổ súng, ai có thể né những viên đạn này trong không gian nhỏ như vậy chứ? Bác sĩ Pháp Y cũng bất lực, hiện tại anh ta chỉ điều tra được những người này bị một người dùng tay không đánh chết. Dù rất khiếp sợ và phẫn nộ nhưng đó là sự thật, anh ta phải tin vào những gì mình đã điều tra ra. Vì lục không còn quan tâm đến chuyện đó nữa anh ta lấy điện thoại di động ra, biết chuyện này cần phải báo cho nhà họ Triệu. Có rất nhiều người đã chết trong căn phòng này, và danh tính của những người này vừa được điều tra ra, là một tổ chức quốc tế. Triệu Lỗi Phong rất khó hiểu khi biết chuyện này, ông ta đã nghe nói đến tổ chức Adra, nhưng không hề biết bọn họ đã đến Tây Sơn, cho nên có lẽ đối phương đã lén lút lẻn vào, nếu đã là lén lút thì hẳn là không có bao nhiêu người biết, nhưng tại sao điều này lại xảy ra? Tổ chức cũng muốn giết Du Kinh Hồng chắc là Adra, nhưng người đã giết họ là ai, Du Kinh Hồng chắc sẽ không thể làm chuyện như vậy. Tuy rằng bọn họ đã trốn thoát, nhưng thực tế, vị trí chỗ ở của bọn họ và vị trí của tổ chức Adra cách nhau hơi xa. Triệu lỗi phong hít mắt, trong đầu hiện lên vẻ mặt của Diệp vô phong. Nhưng ông ta nhanh chóng lắc đầu, làm sao có khả năng đó chứ? Hắn không giống người có thể làm chuyện như vậy. Ông ta quay đầu nhìn về phía lão mộ từ bên ngoài đi vào, Nói lại chuyện này cho lão ta nghe. Lão Mộ lắc đầu sau khi nghe xong, nếu là tôi thì có lẽ cũng chưa chắc làm được. Dù gì thì cũng rất khó để giết hơn 20 người có vũ khí nóng bằng tay không trong một không gian nhỏ như thế được, dù sao tốc độ của viên đạn rất nhanh, nếu né tránh trong không gian nhỏ sẽ không hề có lợi. Ngay cả ông cũng không làm được ư? Triệu Lỗi Phong kinh ngạc hỏi. Lão Mộ gật đầu, tôi không làm được, nếu có thể làm được cũng chỉ có thể là do may mắn tuy rằng thỉnh thoảng cần phải có chút may mắn khi so chiêu với cao thủ, nhưng trên thực tế, nếu có thể không đánh cược vận may của mình thì tuyệt đối sẽ không cược, người càng mạnh thì lại càng không hy vọng làm những việc không hề có tính xác định. Triệu lỗi phong xúc động nói, nếu cả ông cũng không làm được, vậy rốt cuộc đối phương là ai, thực lực của ông tôi biết rất rõ mà. Lão mộ rừng Dương nói, tôi cũng không biết, nhưng tôi chỉ hy vọng người như vậy sẽ không là kẻ thù của nhà họ triệu chúng ta, nếu không sẽ có chút khó khăn. Vừa dứt lời, chợt nghe thấy bên ngoài huyên náo, Triệu Lỗi Phong có chút nghi hoặc nhìn về phía lão ngộ, lão ngộ nói: "Tôi đi ra ngoài xem một chút." Triệu Lỗi Phong gật đầu. Vừa nói xong, một tên thuộc hạ sông tới trước mặt hai người, "Gia chủ, có người dùng súng bắn tỉa giết chết tên bắn tỉa ẩn nấp của chúng ta." Triệu Lỗi Phong nghe vậy có chút kinh ngạc, vị trí của lính bắn tỉa ẩn nấp không phải rất bí mật sao? Tại sao lại có người biết vị trí của bọn họ? Tên thuộc hạ cũng không biết chỉ nhanh chóng nói, hiện tại chúng tôi cũng không biết, nhưng đã phái người đuổi theo tên bắn tỉa đó, tôi tin hắn sẽ sớm bị bắt thôi. Triệu lỗi phong xua tay, bảo bọn họ quay lại đi, nếu đối phương có thể giết được lính bắn tỉa, nghĩa là trên tay hắn có súng, có thể giết tên bắn tỉa mà không để lộ vị trí, sức mạnh này không phải thứ mà các người có thể đối chiến đâu. Tên thuộc hạ chỉ có thể bất đắc dĩ đi ra ngoài. Lão mộ đi đến trước mặt triệu lỗi phong nói, gần đây thật sự có nhiều phiền phức, từ khi Du Kinh Hồng đến đây, nhà họ Triệu của chúng ta luôn gặp phiền toái, luôn cảm thấy mọi người đều chống lại nhà họ Triệu của chúng ta. Sắc mặt của Triệu Lỗi phong ảm đạm, đương nhiên ông ta biết không chỉ có chuyện trong nhà bọn họ phiền phức, mà ngay cả chuyện kinh doanh bên ngoài cũng xảy ra chuyện không hay. Có một công ty bắt đầu cạnh tranh với nhà họ Triệu, lại còn có thể cạnh tranh trực tiếp với nhà họ Triệu của họ. Nếu không phải vì mối quan hệ với bên chính phủ, họ đã thực sự bị công ty không biết từ đâu đến kia đánh bại rồi. Dự án cơ sở hạ tầng suýt chút nữa đã bị công ty tên là Ái Hoa cướp lấy. Lão Ngộ thở dài một hơi. Triệu Lỗi Phong nói, bọn họ không điều tra rốt cuộc công ty đó là gì sao? Nếu chỉ là một công ty nhỏ, làm sao có thể ký hợp đồng dự án đó được chứ? Lão Ngộ nói, vẫn đang điều tra, tôi tin sẽ nhanh chóng có kết quả thôi. Chương 745, có điều hoài nghi. Chương 745, có điều hoài nghi. Triệu Lỗi Phong gật đầu. Môi trường bên ngoài gần đây không tốt, phải kiềm chế những người còn lại của nhà họ Triệu cho tôi, để mắt tới bên Triệu Hiền cho tôi, tôi nhất định phải khiến Du Kinh Hồng chết ở Tây Sơn này." Lão Mộ gật gật đầu nói, "Tôi vẫn luôn quan sát chuyện bên Triệu Hiền, hoàn toàn không có vấn đề gì." Triệu Lỗi Phong cười nói, "Đã như vậy thì tôi cũng yên tâm, nhưng tôi muốn biết tại sao Du Kinh Hồng dựa vào cái gì mà đấu với tôi, chỉ mới băng qua sông nhỏ mà vẫn muốn lật lên sóng lớn ở Tây Sơn ư?" Ông ta suy nghĩ một chút rồi nói với lão mộ, còn quản gia tên là Diệp Vô Phong, để mắt tới cho tôi. Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng tôi vẫn lo lắng về cậu ta. Lão mộ nói, tôi đang nhìn chằm chằm vào cậu ta, tôi đều biết cậu ta đang làm gì. Vừa dứt lời, hai người đi theo Diệp Vô Phong đã trở lại, đều vô cùng xấu hổ, nhìn thấy biểu hiện của hai người, lão mộ lập tức biết kết quả là như thế nào. Các người lại mất dấu Diệp Vô Phong rồi sao? Lão mộ bất mãn hỏi hai tên thuộc hạ quỳ trên mặt đất, chúng tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Sau khi anh ta đi vào con phố nhộn nhịp, chúng tôi hiển nhiên đã theo sát, nhưng vừa vào trong đám người, anh ta đã biến mất không thấy đâu. Lão mộ hít sâu một hơi, phất tay để cho hai tên thủ hạ rời đi trước, đồng thời nhìn về phía triệu lỗi phong, đủ cho thấy diệp vô phong này thực sự có vấn đề. Mỗi lần đi theo giám sát hắn, hắn đều có thể biến mất triệu lỗi phong gật đầu nhưng tôi vẫn muốn xem mục đích của cậu ta là gì chẳng lẽ là người bên phía du kinh hồng lão mộ lo lắng nói tôi cảm thấy vẫn nên nhanh chóng xử lý cậu ta đi dù sao ông cũng biết nếu cậu ta cứ ở trong nhà sẽ không có cách nào bảo đảm an toàn cho ông được triệu lỗi phong cười cười không thành vấn đề không phải có ông ở đây sao chỉ cần ông ở đây tôi không sợ bất kỳ kẻ nào cả lão mộ thở dài một hơi Ông ta biết tuy rằng thực lực của mình rất mạnh nhưng cũng chưa đạt tới trình độ số 1 Hoa Hạ, ở Hoa Hạ có nhiều người mạnh hơn ông ta, đương nhiên ông ta sẽ hy sinh cả tính mạng để bảo vệ Triệu Lỗi Phong, nhưng ông ta không có đủ tự tin để chặn mọi đòn tấn công cho Triệu Lỗi Phong. Cho nên ông ta vẫn muốn giết Diệp Vô Phong càng sớm càng tốt, chỉ có như vậy mới cảm thấy yên lòng hơn. Triệu Lỗi Phong không có kế hoạch như vậy, ông ta vẫn muốn biết Diệp Vô Phong có mục đích gì. Triệu Lỗi Phong cười nói, đừng lo lắng Kỳ thật nếu cậu ta thật sự muốn giết tôi thì đã giết từ lâu rồi. Phải biết rằng lúc đó ông không ở bên cạnh tôi, cậu ta mà muốn giết tôi thì dễ như trở bàn tay. Tuy rằng lão mộ không biết tại sao lúc đó Diệp Vô Phong không ra tay với Triệu Lỗi Phong, nhưng ông ta vẫn lo lắng, trong trường hợp đó, Triệu Lỗi Phong chính là đang đánh cược. Nếu thua cược thì thật sự sẽ bỏ mạng. Ông ta không chấp nhận việc Triệu Lỗi Phong mạo hiểm tính mạng. Nhưng ông ta cũng biết Triệu Lỗi Phong có suy nghĩ của riêng mình. Những gì ông ta nói chỉ có thể coi là gợi ý, nhưng quyết định cuối cùng là do chính Triệu Lỗi Phong đưa ra. Vì vậy, ông ta chỉ biết thở dài và làm những gì ông ta nên làm. Diệp Vô Phong lúc này đã trở lại nhà họ Triệu, nở nụ cười với hai người ở cửa, anh biết vừa rồi hai người này chính là người theo dõi anh. Nhưng cuối cùng lại bị anh cắt đuôi, anh cười nhìn hai người, không biết hai người tìm tôi có chuyện gì không. Hai tên vệ sĩ rất tức giận. Không biết Diệp Vô Phong làm cách nào để thoát khỏi bọn họ, rõ ràng là họ rất cẩn thận rồi. Trần Hạ rất không vui hỏi, cậu đi dạo phố thôi sao? Diệp Vô Phong cười gật đầu, đúng vậy, tôi đi dạo phố, nhìn những thứ tôi đã mua là biết mà. Lần trước tôi đi mua đồ thì phát hiện vẫn còn một số thứ chưa mua, vì vậy tôi đã quay lại và mua chúng. Trần Hạ tức giận hỏi, vậy cậu tới nơi nào? Sau khi Diệp Vô Phong nói tên một số cửa hàng, Trần Hạ đã viết ra tên của những cửa hàng này, hắn sẽ đến những cửa hàng này hỏi kỹ, nếu phát hiện ra Diệp Vô Phong nói dối, hắn nhất định sẽ báo cáo chuyện này với cấp trên. Sau khi Diệp Vô Phong nhìn hai người vệ sĩ rời đi, anh tươi cười bước vào phòng, anh biết cho dù không cần những lời hỏi thăm này, Triệu Lỗi Phong cũng sẽ nghi hoặc. Dù sao anh đã biến mất hai lần dưới sự giám sát khi anh đi ra ngoài, và mỗi lần anh ra ngoài đều sẽ phát sinh chuyện gì đó, Triệu Lỗi Phong có thể đoán được điều này. Nhưng anh cũng biết rằng nếu anh có thể tiếp tục ở lại nơi này, có nghĩa là đối phương không có ý định làm gì anh và anh vẫn có thể tiếp tục làm việc riêng của mình. Bây giờ coi như đã là quản gia rồi, dù sao thì cũng có chút tự do, không phải giống như phụ bếp. Nếu là thời gian ngoài giờ làm việc, có thể ở trong ký túc xá của mình hoặc đi dạo ở một số công viên được chỉ định. Lúc trước, khi Diệp Vô Phong còn là giúp việc nấu nướng, anh không thể làm gì trong nhà họ Triệu, trừ phi là lén lút lẻn vào. Lần này Diệp Vô Phong không đến đồn cảnh sát để xử lý thi thể của Yến Phi, bởi vì anh nghĩ bây giờ không phải lúc để lộ thân phận. Tuy rằng Triệu Lỗi Phong biết anh là kẻ đột nhập, nhưng tuyệt đối không biết chuyện anh có quan hệ với Du Kinh Hồng, vì vậy anh vẫn có thể tiếp tục ở nơi này. Nghe nói vài tay bắn tỉa trong nhà đã bị giết, cơn điên cuồng của Du Kinh Hồng đã bắt đầu rồi. Diệp Vô Phong lắc đầu, tất nhiên, anh biết Du Kinh Hồng là người duy nhất có thể giết một tay bắn tỉa bí mật như vậy cái tên kẻ ám sát của Du Kinh Hồng không hề đơn giản. Nhưng vẫn quá bốc đồng, bây giờ không phải là ngày xưa. Ngày xưa dù tôi và cô đánh nhau thời gian rất lâu, còn có sự can thiệp của người khác, cô vẫn xông ra, nhưng lúc đó tôi đã xả nước ra và giúp cô thoát khỏi những cái bẫy mà cô không thể tránh khỏi. Diệp vô phong đầy xúc động nhìn khung cảnh xa xăm. Anh biết những gì Du Kinh Hồng sẽ làm tiếp theo là rất nguy hiểm, nhưng anh cũng biết rằng không có cách nào để ngăn chặn Du Kinh Hồng vào lúc này cả anh hiện tại không có cách nào đi giúp Du Kinh Hồng, ít nhất không thể làm như vậy bên ngoài, bằng không sẽ bị lộc thâm lâm nắm được nhược điểm. Đối với Du Kinh Hồng thì điều này không hề tốt, cho nên Diệp Vô Phong mới lựa chọn cách ẩn mình trong bóng tối. Sau khi Du Kinh Hồng giết một vài tay súng bắn tỉa của nhà họ Triệu, cô ta quay trở lại ngôi nhà để tụ họp mọi người, thấy mọi người đã ở đó, cô ta lạnh lùng lập tức đặt khẩu súng bắn tỉa lên bàn. La Tử Nghiệp nhanh chóng đi tới và hỏi, lão đại, đây là cái gì? cũng không có gì, tôi chỉ đi thu lãi thôi. Du Kinh Hồng thờ ơ nói. Lộc Thâm Lâm lúc này mới đi tới, rất không vui nói, Du Kinh Hồng, cô nên biết tình huống hiện tại. Nếu vị trí của chúng ta bại lộ do sự bốc đồng của cô, vậy thì cô sẽ không thể chịu nổi trách nhiệm này đâu. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 745